Xin chào mọi người ha. Em soạn tiếp X280, tại vì những cái X280 mà tất cả cái video á, trên trang của em đăng lên nó đều đã bán hết rồi nha mọi người. À, đây là em lại đăng tiếp một con X280 mới, thì ai thích thì inbox em ha. Mỗi con là nó sẽ có mỗi cái giá khác nhau, em bán tùy thuộc vào cái ngoại hình đó mọi người. Ngoại hình ha, ngoại hình về cái cấu hình. Chứ không phải là một cái model S280 là có nhiều gì, có chung một giá đâu mọi người. Nè, ngõ HDMI nè, USB nè. Này thì em không biết sạc của nó cũng là sạc TPC nha mọi người, cái sạc đời mới á. Mỏng, gọn, à, sẵn có cái cân đây, cân luôn. S280 là 1,2 kg hơn một chút xíu nha mọi người, cũng rất là gọn. Tại dòng ThinkPad mà mỏng như vậy thì đẹp ha, so với X270, X260 thì này là nó bỏ xa nhiều. Bởi vì sạc TPC rồi mà mỏng mà đẹp nữa. Mà đặc biệt chỗ là X280 là thế hệ 8 nha mọi người. Gen 8 thì cũng nhiều 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 bác á là cũng muốn xài cái dòng đời mới, thì thường thường là gen 8 á thì nó từ 8 CPU á. 8 CPU mọi người, ai cũng thích xài dòng đời mới hết trơn, này là quá ok luôn. À, cái ThinkPad S280 camera của nó là mình có thể là nó bảo mật đó mọi người, có thể là mở này, mình gạt qua mình mở à, camera này, còn mình không thích thì mình tắt lại. Nhiều khi nó có nhiều cái bảo mật mà công việc của nhiều người cần tới nó. Màn hình thì 12.5 inch rất là gọn, size vừa phải, mỏng gọn nhẹ để mà tiện xách tới xách lui. Phím đó, phím ThinkPad thì phím này là nó cũng có mờ nha mọi người, nó có mòn ha, không biết em quay như vậy thì có rõ hay không. Có mòn chữ O là có mòn, còn mấy cái khác thì nó chỉ bóng thôi mọi người. À, nó bóng thôi, có nghĩa là bóng là sao, là cái dấu người ta tì vào ở bên Nhật, người ta sử dụng á, người ta tì tì vào, cho nên là thành ra là nó có cái dấu bóng, chữ thì không có mất, chỉ đúng mờ đúng một cái chữ O nè đó. Còn lại cũng rất là ok. Phím thì nảy cực kỳ của ThinkPad, bóng rất là sướng, đó thì ai cũng cũng biết rồi. Cái bàn re chuột cũng vậy, cái phần này à, cũng ok ha. Chỗ này thì nó hơi mòn, rất là nhẹ, bình thường chắc là gác tay hay gì đó thôi, thì cái nào cũng vậy, sử dụng á nó hơi mòn nè, mòn sơn đó mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy cái lấp lánh không, cái đó là cái nước sơn zin. Em quay qua quay lại, tại vì em đang quay với bóng đèn, thành ra là mọi người nhìn thấy cái nước sơn zin của ThinkPad không, đó là cái, đó là cái sơn zin của nó vậy á mọi người, nó còn đẹp như vậy ha, nó cũng còn còn nguyên bản như vậy đó. Phím nhìn trực diện là như thế này, cấu hình của nó. Ngoại hình thì ở ngoài thì quá đẹp rồi mọi người ha, ở ngoài thì như vậy là không có chê được rồi. Tin Bắc thì nó vậy thôi. Cấu hình nè, đem bấm cấu hình, phím bấm đã lắm nha mọi người, phím bấm cực kỳ sướng luôn á. Đem bấm đây, nó là ThinkPad X280 đây nè, mình lấy này ha. Còn muốn mình muốn check nó cái gì thì nó có cái model này mọi người nè, đó đó mình check ra nó là ThinkPad X280. Cấu hình nè, i5-8250U không, 8 CPU nè, thế hệ mới mọi người ha. RAM 8 GB, SSD SSD là 256 GB luôn. Sự cái X280 này cũng có nhiều người người ta bán cái bản là 128 mọi người, tại vì là có ở bên Nhật cũng có một số bản là nó người ta để đây 128 thì đúng là nâng cấp lên thôi, còn nhà em là lấy về sao là vậy, mình em không có hạ cấu hình à, cấu hình sao á là để nguyên vậy, đúng là hạ 128 xuống thì mọi người cảm giác nó sẽ rẻ hơn một chút xíu ví dụ vậy. Nhưng mà em vẫn để nguyên cấu hình, nhưng mà cái giá của em là cực kỳ tốt luôn, mọi người có thể tham khảo. Hàng thì zin 100%, pin là trên 2 giờ, chắc chắn là trên 2 giờ rồi. À, màn hình nó thì màn hình này là màn hình HD nha mọi người, cũng là chống chó nè, nhìn nghiêng thấy rõ là HD thôi, không phải full HD, không có lỗi lầm gì hết, máy hoạt động hoàn hảo. À, phải chăng là phím nó hơi bóng với lại cái chữ O nó hơi mờ thôi, còn lại là ok. Cái phần này thì quá, mọi người đã nhìn kỹ rồi. Máy thì zin nguyên bản 100%. Mọi người mua hàng của nhà em á thì mọi người em nghĩ là cái vấn đề mọi người quan tâm là quan tâm tới giá cả là đầu tiên đi ha, sau là tới cái ngoại hình và cấu hình nó thì đi theo cái giá cả rồi. Còn chỉ có còn đừng có quan tâm tới là cái chuyện là máy có zin hay không, mọi người nhà em bao zin 100% thực sự luôn.
Không có bán máy tào lao đâu, máy là Dinh tử bên Nhật về sau là nhà em để vậy á. Thì cái mọi người ví dụ như cái máy đôi lúc nó trầy một chút xíu em cũng để như vậy em bán. Nhiều khi á hả, cái máy á có nhiều cái ở trên nó trầy em bán rẻ đúng không? Rồi ở trên cái nắp này nó nứt một chút xíu em bán rẻ. Nhưng mà đúng như người khác thì người ta tháo ra, người ta dục cái này qua cái kia là xong thôi, xong rồi cái đẹp người ta bán, cái xấu thì người ta bán xấu, ví dụ vậy đi. Nhưng mà không, nhà em làm biếng lắm mọi người, tại bao nhiêu máy hết trơn á, thời gian mình làm cái đó để mình làm cái khác mình kiếm tiền. À, chứ không phải là riêng cái này không. Cho nên là cái chuyện mà sửa chữa là không bao giờ có. Máy là Dinh từ bên Nhật về, là người ta giao cho nhà em là giao sống rồi. Cho nên là chỉ về việc là như vậy rồi mình bán thôi. Còn xui rủi trong quá trình vận chuyển nó bể vỡ thì cái đó thì thôi, mình coi như mình chịu lỗ đi, mình bán máy khác mình lời rồi. Dạng như vậy đó. Máy kèm sạc nha, em báo giá cho mọi người. Giá của con này là 5 triệu 2 mọi người ha, máy kèm sạc Dinh. À, ai chốt thì inbox em. Mọi người mua em bao test mọi người 1 tuần. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ai chốt thì inbox em ha.